Hiện trong số các vaccine phòng COVID-19 Việt Nam đang nghiên cứu, có vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu sản xuất đã bắt đầu đến bước thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, dự kiến vào ngày 17 tháng 12 tới. Theo Bộ Y tế, thì giai đoạn 1 của thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 trên người là giai đoạn lựa chọn người tình nguyện hoàn toàn. Đây là những người được cung cấp thông tin về nghiên cứu, theo nguyện vọng của cá nhân, không có áp lực nào về mặt sức khỏe. Giai đoạn 1 sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 cho đến 50 tuổi tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax. Ngay sau khi tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm giai đoạn 1 khoảng 1 tuần, các đơn vị sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên. Cùng với đó, các bên liên quan cần chuẩn bị để sẵn sàng cho giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng ngay, không để kết thúc giai đoạn 1 mới tiến hành bắt đầu công việc cho giai đoạn 2. Các đơn vị cần chủ động trong các giai đoạn để làm sao có vaccine càng sớm càng tốt.